Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra máy laptop có hoạt động hay không. Làm sao để chúng ta biết máy laptop có hoạt động hay không? Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể kiểm tra. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. Cách đầu tiên đó, các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt web lên. Đó các bạn có thể là mở trình duyệt bất kỳ lên nha. Rồi tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ vào youtube.com. Rồi, sau khi vào YouTube rồi, tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng cái mít này Đó, các bạn chọn vào ở đây các bạn bấm vào cho phép nha rồi bây giờ các bạn nói này xin chào các bạn Đó. nói mà nó hiện thị chữ như thế này thì chứng tỏ là biết laptop của bạn nó hoạt động tốt còn khi các bạn bấm vào biểu tượng cái mít này mà các bạn nói á mà đây không chịu nhận á thì nó sẽ không hoạt động được nha đây là cách đầu tiên rồi cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ nhập là test mid này. Chọn vào trang đầu tiên này. Rồi đây, các bạn chúng ta sẽ tiến hành là kiểm tra micro của tôi này, bấm vào. Bấm vào cho phép. Đó. xin chào các bạn. Alo alo, xin chào quý vị và các bạn. Đó bạn thấy không? nó hình thị sóng thì chứng tỏ là mic của bạn hoạt động tốt nha. Đó. Như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra mic laptop có hoạt động tốt hay không nếu thấy video hay hiểu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn theo dõi